Liên quan đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, trước sự quan tâm của dư luận về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể về việc này. Trao đổi với báo chí, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm do cả hội đồng nhân dân bầu và đã thông qua nghị quyết nên không thể có chuyện bất thường. Trước đó, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 19 phiếu tín nhiệm cao chiếm 40,43% tổng số phiếu bầu, hai phiếu tín nhiệm chiếm 4,26% và 25 phiếu tín nhiệm thấp chiếm 53,19% tổng số phiếu bầu. Trao đổi với báo chí, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết những lần lấy phiếu trước đây ông đều đạt tín nhiệm cao nên kết quả tín nhiệm thấp lần này rất bất thường vì vậy các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vấn đề bất thường về kết quả tín nhiệm thấp của ông đại diện ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc thông tin thêm tới đây ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc sẽ họp sau đó họp báo công bố thông tin cụ thể về việc này